Chào toàn thể anh em đam mê bẫy chim đêm. Thời điểm này là 7 giờ tối và bây giờ thì mình ghé thăm khu kỹ thuật của anh em đang làm âm ly để phục vụ cho anh em này. Thì đây là những cái phích đồng và đây là những cái bo mạch. Cái này là của phân tần nhé, phân tần để chỉnh bắt chất cho anh em này. Và nói rõ là đây là những cái bo mạch này là anh em bên bộ phận kỹ thuật là đang làm. Đấy. Thì hiện nay 7 giờ tối rồi thì anh em vẫn tiếp tục công việc, bởi vì cái lượng đơn hàng khá là nhiều. Thì đây là cái công đoạn là làm bo mạch. Còn cái sản phẩm nữa thì đây là cái sản phẩm hoàn thiện, một sản phẩm hoàn thiện. Đây là cái bản version 1. Đấy, âm ly version 1. Ở tương lai thì cái bản version 2 thì nó sẽ tích hợp nhiều cái công năng và có thể là những cái bản version N đấy thì có thể là làm theo yêu cầu của anh em, cái nhu cầu của anh em đặt hàng. Còn cái version 2 thì có khả năng là có một cái củ sạc ở đây để anh em mà ở giữa đồng ấy, nửa đêm mà điện thoại hết pin là anh em có thể cắm sạc được một. Cái thứ hai là sẽ có một dàn led ở đây để cái lúc mà anh em cần ánh sáng ở trong giữa đồng ấy, nó tối lọ mọ như vậy ấy, thì chúng ta sẽ bật cái dàn led này lên. Cái dàn led này cực kỳ sáng luôn nhé anh em nhé. Thì đấy là cái chiều hướng của cái bản version 2. Còn trước tiên là chúng ta cứ sử dụng cái version 1 này đi đã. Thì cái này này anh em lưu ý này, đây cái này nhá, là anh em không bao giờ anh em phụ thuộc vào cái dây nguồn 12V nữa, là một. Cái thứ hai là anh em không phải lo lắng có vấn đề là cái khai độc thẻ. Thì ở đây cái khai độc thẻ này, cái này nhiều khi anh em mất là anh em tìm không có cái đầu độc thẻ thì dễ, và anh em cắm trực tiếp cái thẻ nhớ vào đây. Đây anh em dùng trực tiếp thẻ nhớ nhé. Đó, đây đúng, anh em cắm trực tiếp vào, khi anh em muốn bỏ thẻ ra anh em ấn lại cái xong như cái điện thoại nha anh em nhé. Đấy, thì cái ở cái bộ giải mã âm thanh thẻ như thế này ấy, là anh em sử dụng như một cái khay thẻ của điện thoại luôn. Còn cái sản phẩm tiếp theo thì đâu xem nào, bởi bản mạch rồi đúng không, bản phân tần rồi. Thì trên tay tôi đang cầm đây là cái con IC công suất. Cái con IC công suất là của bọn tôi làm nhé, là nó hơn hẳn những con thậm chí âm ly Son hoặc là âm ly 263. Cái công suất cái con IC công suất của nó đấy là nó báo ảo, chứ thực sự cái công suất của nó không được 15W. Còn con này nhé, con này là 15W, con IC công suất này hiện tại là tôi đang cầm đó. Thì đây là con IC công suất này, và nữa là một cái sản phẩm nữa. Đây anh em kỹ thuật đang làm này, thì đây là một cái đơn đặt hàng theo yêu cầu nữa này, có nghĩa là anh em sử dụng là USB. Đấy, cổng USB này và gắn liền với lại cái khe cắm thẻ nhớ trực tiếp như thế này, có nghĩa là anh ấy muốn là một là sử dụng thẻ nhớ, hoặc là bây giờ là file tiếng của anh có một rổ USB file tiếng, thì đây là chân USB luôn nhé, anh ấy cắm USB vào. Và qua cái con IC công suất này thì nó ra tải nhé. Thì đây là một cái bản theo đơn đặt hàng này, có bình thường thì bọn mình chỉ làm cái khe này thôi. Đấy, cái khe như thế này. Và một cái đơn sản phẩm nữa là một cái đơn hiện nay đang làm, thì anh ấy có đặt hàng như thế này này, có nghĩa là đây một thẻ nhớ đây, đây một thẻ nhớ nguồn chung, nhưng hai cổng này, hai thẻ nhớ này có thể phát song song với nhau, hai cổng này ra, hai tải ra nhé, không ảnh hưởng gì đến nhau, không liên quan gì đến nhau cả. Có nghĩa là file của ông này chạy sang tít đằng kia cả ông ấy, còn file của ông này ra bên kia tiếng khác, không liên quan gì đến nhau, và hai cái thẻ chạy song song. Cái ưu điểm của cái này ấy, là chúng ta không tốn một rổ âm ly nữa, có nghĩa là chúng ta chỉ dùng một âm ly thôi và một nguồn thôi. Đó là cái mà anh em đặt hàng, và cái hướng tới là anh em có những ý tưởng gì mà anh em cần làm theo yêu cầu thì anh em cứ liên hệ. Còn bây giờ thì đang làm dở cái test cái để anh em làm tiếng ghép đấy, tiếng ghép đấy, là mỗi cổng này này một file thẻ, nhưng mà mỗi bên là một tiếng này. Hiện nay là anh em bên kỹ thuật đang làm cái sản phẩm đấy, có nghĩa là một file, một thẻ nhớ này, hai cổng đầu ra là hai tiếng độc lập nhau. Thì hiện tại là anh em thứ nhất là sản xuất cái đơn hàng theo yêu cầu như thế này. Cái thứ hai nữa là đang tách kênh như vậy ra, tách mỗi cổng ra đấy. Thì thời điểm này
nói thật với anh em là làm mà thông tầm đấy, bởi vì hiện nay là tình hình Covid này anh em về quê rất là nhiều và cũng chỉ biết được là ra đồng là chúng ta giải trí, chúng ta cũng là gọi là kiếm thêm, một số bác là giải trí, một số bác là kiếm thêm. Bởi vì hiện nay thì sau những mấy đợt càn quét của Covid như vậy ấy, thì kinh tế của chúng ta là nó thật kết quả rồi, bản thân mình cũng thế thôi, lắm lúc cũng bí kinh khủng luôn, bán hàng không bí, không phải là không bí nhá, bán hàng rất bí luôn đấy. Thì cái này chi phí nó rất là rẻ luôn, phù hợp với thực tế của anh em. Còn chức năng của nó nhá, thì có một số đây hai kỹ thuật thì đưa ra hai bản khác nhau nhưng mà chung nguyên lý hoạt động như nhau, không khác gì cả. Đây, một ông thì đưa cái này đấy, đưa bộ phận này lên nắp, một ông đưa lên đây đấy. Còn tất cả những chỉ dẫn như này thì anh em sử dụng âm ly, anh em bẫy chim tên, anh em biết rồi, không khác gì nhau cả, chỉ có cái bố cục nó khác nhau một chút thôi. Thì để lên trên này thì nó dễ thật, để lên trên tất cả những bố cục trên này chỉ có cái này nếu mà một số anh em đã đưa lên trên thì cũng được, thì để hết lên trên này chỉ có cái này ra thôi. Dây nguồn thì lần sau sẽ làm ra dài ra một chút sẽ là được. Còn clip xin kết thúc tại đây. Anh em có nhu cầu về âm ly thì anh em liên hệ nhé, âm ly bị chim đêm, bởi vì những bản test vừa rồi là anh em test rất là nhiều rồi. Đây là cái thẻ này này, đang bật lên nhưng mà cái thẻ này nó có bản quyền đó, cái này có bản quyền cho nên bật lên kênh ăn bản quyền cho nên mình không bật nhé. Thực sự muốn bật ra cho anh em xem bắt chép cái bộ phân tần này nó ra làm sao, nhưng mà nó vẫn bản quyền cho nên xin phép anh em là để cái clip sau mình sẽ giới thiệu cho anh em đầy đủ những công năng từng cái một. Và ngay từ bây giờ thì anh em có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ theo số điện thoại ở bên trong video. Và cần liên hệ kỹ thuật thì bây giờ là chưa dán cái bản kỹ thuật, thì đây chính xác bây giờ anh em cần liên hệ bộ phận kỹ thuật nhé, thì đây đấy, và nói rõ là bộ phận kỹ thuật đây nhá. Còn bộ phận bán hàng thì đây, bộ phận kỹ thuật này thì anh em chỉ có biết được là làm theo yêu cầu của anh em thôi, còn giá cả thì anh em bên kỹ thuật người ta không nắm, người ta chỉ biết là làm theo kỹ thuật, làm theo đơn đặt hàng đấy. Còn mua hàng thì anh em liên hệ theo số điện thoại này hoặc là cái số điện thoại bên trong video, thì đấy là một cái mà anh em lưu ý đó. Video kết thúc tại đây nhé, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.